Chính rồi đây. Bây giờ cái tay này em thấy đỉnh mới là thường này. Tay nó lẩu bò ngày mưa hả? Mắm ơi, cái tiền đấy mình chia em. Đỏ xuống ăn bà bữa nào. Mắm ăn thế rồi đó. Ăn uống cỡ gì mắm. Chị em. Mà được mà quay phim được là ok, các người ok. Còn tòng đi làm ở đâu mà cứ nếu mà mấy người mà hôm qua mà đi ở Alex Island. Nếu mà cái ông kia ông đi bên đó, ông đi làm về mà nhà ông ngay cục quyết lòng đi mình 1 tiếng rưỡi, tại vì 3 giờ bắt đầu lấp kẹt là tại vì bên đó nó đóng cửa. Cái cầu đóng cửa xong rồi cross sang cái chỗ mà IKEA mà chơi đợt nó 3 tiếng thì về đến nhà mình rồi, phải đánh bóng hôm qua rồi 3 giờ về đến nhà từ ngay cái chỗ IKEA cái trường học á. Hôm qua 3 giờ thằng coach trở về là 3 tiếng về tới đây. Tập ok con vừa mà kể á, vừa đang ở Barrary nó tụt xuống mất trơn xe đúng hết luôn. Không phải xong đấy. Nó đi rồi. Nhìn lấy giáp quá. Quên rồi. Nó. Thằng bố mẹ nó bị giống như là mấy cái đường mà có giáp là giống như là không có lên được gì. Chứ chẳng nhiều. Dạ, so sad yesterday. Sách ăn ngon lắm, đi sách ra. Dạ, ngon lắm. Cô Tông có làm ở đâu? Cô Tông có đi làm ở đâu hả chị Nga? Dạ. Nói nhiều vui vui, đừng kể traffic nữa. Dạ, ba, sao anh bộ? Chị Cường sao rồi? Còn giờ mát không thấy chị bao con. Rồi tối hôm qua làm tết bao con. Thấy bao ở chỗ này nè. Về nhà ông Vinh á, con với ông Vinh ra hai anh em uống cà phê ở đâu rồi đó bà không biết. Trời ơi, ông Vinh đâu rồi? Cái chưa thấy ông Vinh. Mà thấy bước ra cái thằng Vinh vô hỏi uống cà phê với ai vậy ạ? Nguyên có gì à? Uống cái đó. Quả chúng mình tụi mình đó. Như làm gì đó. Vậy là Nguyên chuẩn bị về Việt Nam rồi nha. Cô đi hả? Chắc bây giờ đi đâu em? Chắc nó đi đánh bóng lắm. Chắc chuẩn bị trúng số à. Coi luôn. Coi luôn. Chắc bạn bảy trúng số nhận không đi á. Không chờ nè. Ồ nghe ăn gì ngon quá vậy. Đúng là chân nhỏ luôn á. Dạ. Sao nghe? Thank you. Chảo ăn. Chỉ là chắc cũng cáo đi là vị trí. Lẩu bò hả? Dạ. Sorry đi. Mấy giờ con về nha con? Bây giờ 5 giờ 3 tới chợ tám giờ có 8 9 giờ tại vì gần bò ác hả, hôm nay là tuyết rơi mà ăn gần bò là ok, ăn gần bò nó bò luôn. Lúc này đêm bây giờ cặp cho 4 giờ 15 tới. Ồ, ấy bò ngon quá, vô cái đây mời vô cái hả? Mấy giờ đi 3 giờ 8 giờ 4 giờ 45 mới tới hả? Ở hơn mình 2 tiếng mấy còn 3 tiếng. Ba bước trước mình cửa uống vô. Bên nhậu từ nhà qua đây. Đấy, bình thường. Ủa bên này tiếc rồi, Thanh Lầy nấu món gì mà lão bà, nhìn lão bà cộng thêm cua nữa nè. Thanh Lầy ăn gì đó? Ăn chân bà. Chân bà của Thanh Lầy. Đuôi bò. Tiết rơi mà này chỉ có lẩu thì chỉ có trị được tiết rơi thôi. Lầy tại nó lầy quá mình phải nó thánh đành luôn. Giống như trong lầy quá rồi lầy quá mà tu thành thánh luôn á các bạn. Giống như trong nhóm thánh giảng. Bữa nay trưởng nhóm thư giãn bữa nay tay bị đâu? Bảy thấy ngon bình thường. Cho nên bữa nay ăn cua rồi có em nó lột cho ăn. Bữa nay trưởng nhóm thư giãn được em lột cua cho ăn này từ tay đâu chứ không phải là được lột quá cái. Vô. Làm gì? Luộc lên. Cái gì luộc? Luộc với lòng. Ồ, luộc. Luộc ăn với là rau xam. Còn đây là... Thánh Lầy đập. Cho nước sôi hả? Đập. Hello bro. Ăn nó sôi rồi mẹ. Trời ơi. Ồ. Thánh Lầy lẩu gì? Lẩu gì lộc hả? Việt Nam là dê với lại bò là nó có hết. Đúng không? Nó bỏ riêng cho mình á. Đang phân bữa này là nước ngọt quá. Cái này là ăn cái này là sung. Chủ yếu Nguyên nó làm đừng có bị bể. Ăn cái này sung tới đỉnh. Chủ yếu đừng có làm bị bể nó không ngon. Ôi trời đã thế. Còn mấy trái vậy mà nhiều thế. Con trái kìa. Rồi.
ngon. Bên đó đụng 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 tới mình ăn bên đây thôi. Còn bên đó đụng bên đó ăn. Cho nó tan đây cho nó tan cho nó ăn. Ok vô cái nè, vô cái nè. Ô. Trưởng nhóm thư giãn phát biểu bữa nay cái tay chân rồi sao phát biểu cho anh em fan cuồng của nhóm thư giãn cho nó biết được tay quặn đầu tay bị sút gân tay này chưa sờ ai mà gân đã sút thế này tay này chưa sờ ai mà gân đã sút cái lòng mặn có sức. Kiểu này thôi mấy em đã đợi chờ đi. Dạ đúng rồi. Bên nhóm thư giãn là ăn thịt heo nè. Rồi ăn đúng mùa. Heo này là heo là nai, nai sừng tấm nè. Thịt này ăn mê rồi, mê luôn. Ăn luôn mê. Linh động tí xíu nào Oh, my God.